Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của VN Review. Các bạn thân mến, năm ngoái thì VN Review đã có một video đánh giá chiếc máy giặt tầm trung Ultimate Care 500 của Electrolux và rất ấn tượng với công nghệ giặt hơi nước VaporCare cùng khả năng vận hành êm ái ở sản phẩm này. Nhưng mà ngày hôm nay thì chiếc máy giặt trong video này còn ấn tượng hơn nhiều bởi đây đang là mẫu máy giặt cao cấp mới nhất của Electrolux ở thị trường Việt Nam. Sản phẩm này thì có công suất giặt là 11 cân, tên mã là Ultimate Care 900 EWF1141AESA. Máy giặt này thì hiện có hai tùy chọn màu sắc là màu xám với giá là 28,19 triệu đồng, còn màu trắng thì có giá bán rẻ hơn là 26,49 triệu đồng. Phiên bản mà VN Review sử dụng trong video đánh giá lần này thì là màu xám. Là dòng sản phẩm cao cấp, thế nên là máy giặt Ultimate Care 900 hội tụ đầy đủ những công nghệ tinh hoa nhất của Electrolux ở thời điểm hiện tại. Trong đó, 3 điểm nhấn đáng chú ý nhất ở sản phẩm này là công nghệ Sensor Wash, tự động nhận biết độ bẩn quần áo, điều chỉnh chu kỳ giặt tối ưu giúp loại bỏ đến 80% cặn chất giặt tẩy. Thứ hai là công nghệ Ultramix, hòa tan hoàn toàn bộ giặt ở cả nhiệt độ nước thấp để tăng hiệu quả giặt tẩy, đồng thời giữ màu cho quần áo bền lâu hơn. Và cuối cùng là tính năng giặt hơi nước VaporCare giúp giảm nhăn hiệu quả. Bên cạnh đó thì máy giặt này còn có cảm biến Load Sensor, tự động nhận biết trọng lượng đồ giặt thực tế để đưa ra chương trình giặt phù hợp. Tích hợp công nghệ Eco Inverter tiết kiệm năng lượng hiệu quả và các chế độ giặt rất đa dạng cũng như là trang bị cả Wi-Fi để kết nối với smartphone. Ngay từ thiết kế thì chiếc Ultimate Care 900 này thì trông rất là khỏe khoắn với màu xám cùng chất liệu vỏ kim loại dày dặn chắc chắn. Màu xám cũng là màu sắc trang nhã, tinh tế, dễ phối ghép với không gian của các gia đình. Phần vỏ được sơn tĩnh điện mịn, dễ lau chùi sạch và có màu sắc đồng đều. Mặc dù có công suất giặt tới 11 cân, song kích cỡ của máy cũng khá tối ưu với chiều cao, rộng và sâu lần lượt là 659 x 600 x 850mm. Ở phía mặt trước thì chi tiết nổi bật nhất là cửa lens kích thước siêu lớn 3XL giúp lấy đồ giặt dễ dàng, cả với đồ giặt cồng kềnh như là vỏ chăn hay là ga trải giường. Khác với phiên bản Ultimate Care 500 trước đây mà VN Review từ đánh giá thì cửa giặt của máy giặt này có thêm lớp nhựa bảo vệ bên ngoài và phía bên trong vẫn là lớp kính cường lực rất dày chắc chắn. Việc có thêm lớp nhựa bên ngoài sẽ giúp cho khu vực cửa giặt cách nhiệt tốt hơn, không còn bị nóng tay khi chạm vào cửa giặt trong lúc máy đang trong chương trình giặt hơi nữa. Như vậy thì người dùng có thể yên tâm giặt chế độ giặt hơi mà không lo nếu trẻ em vô tình chạm vào cửa giặt như một số mẫu không có lớp nhựa bên ngoài cửa giặt. Ở bên trong thì máy sử dụng lồng giặt Lily độc quyền của Electrolux. Lồng giặt này thì làm bằng chất liệu thép không gỉ, được đục lỗ đặc biệt dạng trong hình tròn và có các gờ nhựa hình chiếc lá. Theo nhà sản xuất thì thiết kế của lồng giặt Lily sẽ cho phép quần áo thẩm thấu nước nhanh hơn và gia tăng hiệu quả giặt sạch. Lồng giặt này thì có thể quay vắt với tốc độ tối đa là 1400 vòng một phút, giúp vừa làm sạch vết bẩn vừa vắt khô quần áo nhanh hơn. Ngăn bồ giặt thì được đặt ở góc trên bên trái của máy giặt, gồm 3 ngăn chứa có thể chứa là bột giặt hoặc là nước giặt. Ngăn bên trái cho chức năng giặt sơ và ngăn ở giữa cho các chức năng giặt thông thường cùng với một ngăn chứa nước làm mềm vải. Ngăn bột giặt chính thì có một cửa nạp chất tẩy rửa, bột giặt thì gạt lên, còn nước giặt thì chúng ta sẽ gạt xuống. Theo thông số thì máy giặt Ultimate Care 900 này thì có thể giặt tối đa 11 cân quần áo. Tuy vậy thì khối lượng giặt thực tế sẽ thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như chất liệu vải và chương trình giặt. Công nghệ đặc trưng nhất được Electrolux đưa vào máy giặt Ultimate Care 900 là cảm biến Sensor Wash, có khả năng tự động phát hiện mức độ bẩn của quần áo để điều chỉnh chu trình giặt phù hợp. Đây là công nghệ chỉ xuất hiện trên các dòng máy giặt cao cấp của Electrolux và luôn được bật ở chế độ thường trực. Theo Electrolux thì cảm biến Sensor Wash hoạt động cả trước và trong quá trình giặt. Trước khi giặt thì máy sẽ nhận biết được mức độ bẩn của quần áo thông qua cảm biến để điều chỉnh thời gian giặt sao cho hợp lý. Sau đó trong quá trình giặt, cảm biến sẽ nhận biết lượng cặn bột giặt để đưa ra số lần xả phù hợp. Số liệu từ Electrolux cho thấy cảm biến thông minh Sensor Wash có thể loại bỏ lên đến 80% cặn chất tẩy rửa, giúp quần áo luôn mềm đẹp. Đặc sản thứ hai của Electrolux có mặt trên Ultimate Care 900 là công nghệ Ultramix, giúp hòa toàn hoàn toàn bột giặt kể cả khi nước giặt ở nhiệt độ thấp. Điều này thì vừa đem lại hiệu quả giặt vừa hạn chế tình trạng cặn bột giặt bám chiếc quần áo gây kích ứng da, ngứa ngáy cho người mặc. Ngoài ra thì việc hòa tan đều bột hay nước giặt còn giúp giảm tình trạng phai màu cho đồ giặt. Nước xả vải cũng được hòa tan hoàn toàn để quần áo lưu giữ mùi thơm lâu hơn. Theo công bố của Electrolux thì công nghệ Ultramix trên Ultimate Care 900 giảm tỷ lệ phai màu lên đến 40%. Là sản phẩm cao cấp, thế nên là máy giặt này không thể thiếu chức năng giặt hơi nước VaporCare quen thuộc trên cây máy giặt Electrolux. Khi giặt ở chế độ giặt hơi nước thì máy sẽ sử dụng hơi nước cho chu kỳ giặt cuối cùng, giúp quần áo bớt nhăn, tiết kiệm thời gian ủi đồ và loại bỏ 99,9% vi khuẩn cũng như là các tác nhân gây dị ứng. Vì vậy thì đây là chức năng giặt đặc biệt hữu ích với các gia đình có trẻ nhỏ. Ở chế độ giặt VaporCare, người dùng có thể lựa chọn nhiều mức nhiệt độ khác nhau, từ 40 đến tối đa 90 độ C. Chức năng giặt hơi nước trên Ultimate Care 900 có thể sử dụng với hầu hết các chương trình giặt.
Mẫu máy giặt này của Electrolux còn có cảm biến Loss Sensor tự động nhận biết trọng lượng đồ giặt thực tế để điều chỉnh thời gian, lượng nước và mức năng lượng tiêu thụ phù hợp. Tương tự cảm biến Sensor Watt, cảm biến Loss Sensor luôn được bật ở chế độ thường trực. Bên cạnh đó thì máy giặt Electrolux với công nghệ Eco Inverter tích hợp giúp tiết kiệm 50% năng lượng tiêu thụ so với dòng EWF8025EQWA sẽ là điểm cộng cho gia đình khi mà chi phí điện đang leo thang hiện nay. Máy giặt này cũng có chế độ thêm quần áo trong quá trình giặt và rất nhiều chương trình giặt phục vụ nhu cầu giặt đa dạng trong cuộc sống. Bạn có thể giặt đồ len, đồ trẻ em, các loại vải mỏng, đồ cô tông và chăn ga gối bằng các chương trình giặt riêng. Máy cũng có chế độ giặt nhanh trong 15 phút, giặt tiết kiệm điện, giặt nhẹ kết hợp chương trình làm mới quần áo Vapor Refresh. Và trải nghiệm thực tế thì cho thấy là hệ thống điều khiển trên mẫu máy giặt Ultimate Care 900 thì nhìn rất là đơn giản, rõ ràng với giao diện song ngữ Việt Anh. Trong quá trình sử dụng thì mình có thể sử dụng máy giặt này ngay mà không cần xem thêm sách hướng dẫn nữa. Bên trái bảng điều khiển có nút xoay để chọn chương trình giặt mong muốn. Còn bên phải là màn hình hiển thị các thông số như là chế độ giặt, thời gian, trọng lượng đồ giặt, các cảm biến Sensor Watch hay là Load Sensor sẽ tự động nhận biết trọng lượng đồ giặt, mức độ bẩn của quần áo để điều chỉnh thời gian và chế độ giặt phù hợp. Bạn sẽ không cần phải thêm thao tác nào, rất thông minh. Để thử nghiệm hiệu quả giặt tẩy của Ultimate Care 900 thì VN Review đã sử dụng các công cụ chuyên dụng như là máy đo độ ồn, máy đo điện năng tiêu thụ kết hợp với quan sát thực tế. Các đồ giặt được lựa chọn với nhiều chất liệu khác nhau từ vải bông, cô tông cho đến vải len. Máy giặt sẽ chạy ở các chế độ giặt hỗn hợp, giặt cô tông và giặt 60 phút. Có hoặc không bật chế độ hơi nước Vapor Care. Các thiết lập thì đều ở mức mặc định do cảm biến Sensor Watt, Load Sensor tự động đưa ra. Trong quá trình giặt thì máy hoạt động êm và ít rung lắc kể cả khi vắt ở số vòng quay 1400 vòng trên phút. Điều này một phần nguyên nhân đến từ thiết kế của máy rất đầm, trọng lượng tới 80 cân, nặng hơn khá nhiều so với các máy giặt cửa ngang thông thường. Quần áo ở các lần giặt khác nhau lúc lấy ra đều không bị xoắn rối, khá phẳng phiu và ít bị nhăn như các máy giặt thông thường nên tiết kiệm được thời gian ủi. Đặc biệt ở chế độ giặt hơi nước Vapor Care, những bộ quần áo và khăn cột tông cũng giặt xong tơi, mềm và bị nhăn rất ít, cảm giác có thể mặc ngay được sau khi phơi ra. Ngoài ra, theo quan sát của VN Review thì mỗi lần giặt thì máy đều liên tục đảo qua lại quần áo ở những phút cuối cùng của chương trình giặt để giảm thiểu tình trạng nhăn cũng như là giúp bạn lấy đồ trong lòng giặt dễ dàng hơn. Về mức tiêu thụ điện năng thì Ultimate Care 900 tiêu hao khoảng 0,9 số điện cho một lần giặt hỗn hợp trong hơn 2,3 giờ chế độ giặt hơi nước Vapor Care. Nhiệt độ thiết lập ở mức cao nhất là 90 độ C. Tuy nhiên, khi giặt ở các chế độ giặt thông thường không dùng đến hơi nước nóng thì máy giặt lại tiêu hao rất ít điện. Cụ thể, chế độ giặt hỗn hợp với chu trình kéo dài 1 tiếng 38 phút chỉ hết 0,08 số điện. Về độ ồn khi hoạt động, trong phần lớn chu trình giặt thì máy hoạt động rất là êm ái, không gây khó chịu ngay cả khi ở gần. Tiếng ồn chủ yếu là khi nước được đẩy xuống lòng giặt và khi vắt ở số vòng quay cao nhất. Khi đo bằng thiết bị chuyên dụng thì độ ồn tăng cao nhất là lúc máy quay ở vòng quay 1400 vòng trên phút và độ ồn lúc này sẽ là 69,5 decibel. Đây là mức độ ồn tương đương với độ ồn phát ra từ máy rửa bát hoặc các vòi tắm hoa sen, không gây khó chịu. Còn khi máy đẩy nước xuống lòng giặt thì tiếng nước phát ra khá nhỏ, độ ồn chỉ khoảng 60 decibel, tương đương với độ ồn điện thoại thông thường. Và để kiểm tra mức độ làm sạch của mẫu máy giặt này thì mình đã sử dụng bài test tương tự với các lần đánh giá máy giặt Ultimate Care 500 trước đó. Dùng một chiếc áo sơ mi trắng và làm bẩn nó với các loại dung dịch khó tẩy, ngay cả khi chà bằng tay như là tương ớt, tương cà và xì dầu tại những khu vực khó làm sạch triệt để như là cổ áo, tay áo, nách áo. Chế độ giặt được mình lựa chọn là giặt hàng ngày 60 phút và chế độ giặt hỗn hợp. Kết quả cho thấy thì toàn bộ các vết bẩn trên chiếc áo sơ mi trắng đều đã được làm sạch một cách triệt để ở cả hai chế độ giặt. Những vị trí khó như là cổ áo, tay áo, nách áo đều không còn sót lại bất cứ vết bẩn nào. Tổng kết lại thì không quá khi mà nói rằng chiếc máy giặt Electrolux Ultimate Care 900 EWF1141 AESA đã khiến mình phải choáng ngợp với sự thông minh, tiện lợi và hiệu quả giặt giũ mà nó mang lại. Cảm biến thông minh Sensor Watt thực sự là thứ mà người dùng có thể kỳ vọng ở một chiếc máy giặt cao cấp. Chỉ cần một thao tác nhấn nút đơn giản, bạn có thể an tâm rằng quần áo thời trang của mình sẽ được chăm sóc một cách tốt nhất. Bên cạnh đó thì những điểm nhấn như là thiết kế bắt mắt, khỏe khoắn, quá trình hoạt động êm ái, ít rung lắc đều tô điểm thêm cho sản phẩm, biến Electrolux Ultimate Care 900 thành một sản phẩm gần như toàn diện. Và với mức giá hơn 28 triệu đồng thì rõ ràng chiếc máy giặt này của Electrolux không dành cho tất cả mọi người, nhưng đổi lại bạn sẽ nhận được một sản phẩm với toàn bộ những tinh hoa của một thương hiệu đã khẳng định được tên tuổi trên thị trường. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và nếu thấy video này hữu ích đừng quên like, subscribe cũng như là bấm chuông để nhận được những video mới nhất từ VN Review. Giờ thì xin chào, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye.